chào các bạn đến với kênh Phố Bosakali. Hôm nay mình đi quay chợ bông, chỉ còn 3 ngày nữa thì nó đã hết rồi, nhưng mà tại vì mình bận quá mình không có đi live được nữa, cho nên là mình chưa có view. Hôm nay thì mình mới đi làm về xong á, mình view cho tất cả các bạn ở toàn thế giới biết ở Phước Long Thọ, chợ bông ở Phước Long Thọ của California nha. Ok, bây giờ mình đi từng gian hàng bán bông nha. Ok, let's go các bạn. Ok, bắt đầu giờ mình đi vô chợ bông với nhìn mình nha. Bây giờ mình đi vô hướng bên phải trước nha. Ok, đây thì nó có bán những cái bông cho những ngày Tết như ở đây nè các bạn, ở Phước Long Thọ đó. Năm nào thì cũng vậy, năm nào thì cũng có bán bông, nhưng mà mỗi năm, năm nay thì mình thấy bị mưa nó sẽ vắng hơn. Bên đây bán mai. Ok, đây mai nè. Năm nay thì hình như sofa thì mình thấy nó bán vắng hơn mọi năm, chắc năm nay có thể là về ăn Tết ở Việt Nam nhiều với các bạn cho nên là hơi vắng nha. Đây cúc, bông cúc, cúc này là 20 đồng một chậu ha. Còn cái chậu nhỏ bây giờ năm nay là 8 đồng một chậu. Ở đây thì bán hàng trái cây. Ở đây bán mãng cầu, đu đủ, này giống như hấu hộp bưởi gì đây. Okay. Đi tiếp ha. Còn đây là những dân hàng nè các bạn. Dài đẹp hơn các bạn ha. Okay. Đây là những cái bông, bông này thiếu nước rồi, là không đủ nước. Còn những cái nhánh ở đó là nụ tầm sưng. Hay không? Thưởng thi, thưởng thi. Bán làm nhiều chóp quá rồi không có đủ dư tiền á, ấy nhà băng á nha, tôi biết nha, nhiều chóp quá là không ai này. Đây nụ tâm sinh, đây chị ơi, chị bán nhiều làm nhiều chỗ quá rồi tiền để nhà băng nó bị sụp đó nha. Không sao gặp chị người quen ở Phước Long Thọ bán bông, bông ngay vô đây nụ tâm sinh của chị hay là chị đi làm như anh ta vậy? Của chị. Của chị hả? Wow, dữ vậy ta. Dạ không? Cho vừa đi làm mà vừa bán bông luôn á nha các bạn nha. Thấy không? Nó ở Mỹ là bắt đầu tuổi là hình như là tuổi con trâu hết, thấy chưa? Vừa đi làm chỗ này vừa chỗ kia, giờ bán bông ở Quốc Long Thọ nữa nè. Chị qua bao nhiêu năm rồi? 2 năm rồi. Chị thấy em muốn hỏi chị là ở chị thấy sống ở Mỹ chị thấy như thế nào vậy chị? Thì về kinh tế nó rất thoải mái. Dạ. Nhưng mà mình làm tuổi con trâu thì nó khỏe hơn. Đó. Các bạn nghe chưa? Nghe tuổi con trâu là biết cái gì rồi ha các bạn ha. Là các bạn đang nghe. Gài mà sống thoải mái. Ok, đây là người làm chung với mình ngay chỗ khác mà hôm nay là có bán bông ở đây. Ok, chị có muốn gửi lời gì thăm cho tất cả đồng hương ở Việt Nam không? Hay là tất cả trên thế giới không? Chị? Tất cả các bạn mùa xuân hưởng đầy hạnh phúc, vạn sự như ý. Rồi, ok, cảm ơn chị nha. Happy New Year chị. Dạ, yeah, ok, bye. Rồi, bye bye. Yeah. Đây là Mai. Trời ơi, tiệm này sao á? Này bông chưa nở nè, đẹp nè. Bông này bông gì? Bông sống đời.
10 đồng chậu thôi. Cũng rẻ, mua sống đời này, sống đời 10 đồng chậu. Sống cả đời luôn. Đây là cầm. Đây, đây là những người từ xa đi xuống để mua bông, nhiều chân. Cái dãy phía bên đây. Dãy phía bên đây là bông nở hết này nè. Chưa. Đồ chơi năm nào đã. Có chỗ này là năm nào cũng bán là rất là lớn luôn nha. Rất là lớn luôn. Đây. Giờ mình đi vòng vô đây nha các bạn. Đó. À, mai nè. Mai. Mai vàng. Wow. Một bó như vậy là 75 đồng. Bó cũng bự. Ok, có tiền mua về chân cũng được. À, mai đây, mai vàng rất là đẹp luôn. Wow, rất là đẹp luôn. Mụn tâm sưng mà có màu này nữa thôi. Lạ luôn đó nha. Tâm sưng này có đủ màu luôn ha. Ok. Ông thấy người mặc áo dài rất là đẹp ha. Đây bông. À, thì chợ bông mỗi chỗ bán khác khác nhau một tí xíu, nhưng mà nói chung là mai chỗ nào cũng có mai hết á. Đây. Đây. Đây trong này. Cái này cây thiệt. Ờ, cây thiệt đó nha, bỏ vô chậu. Nhưng mà khi mà bỏ vô chậu về bán rất là tiền. Thì mình tự làm á, cho nên là bán rất là nhiều tiền nha. Khá đắt á. Còn mình mua về, mình mua chậu về tự cắm thì nó sẽ rẻ hơn. À, nụ tầm sưng. Cái đây thì bán bánh, bánh mứt, phở. Oh, buy one get one free. Buy one get one free. Okay, đây là nguyên cái khung cảnh chữ L. Okay. Còn ngay chỗ phía bên đây thì chỗ mà ca nhạc, có thể tới đây để chơi ca nhạc, và cũng có hàng bông phía bên đây. Đó, ngay chỗ ca nhạc để cho tất cả mọi người đến đây thưởng thức nhạc. À, sau đây các bạn, hôm nay mình không có đem cái mic, nó sẽ hơi bị ồn ha, cho nên nó sẽ bị ồn tí xíu. Cái mình đảo qua cái dòng giữa này ha, là coi như là xong trong cái khu chợ Phước Lộc Thọ ở đây. Ở đây bán áo, quần áo nha, nó áo dài. Áo dài để mặc Tết, những ngày Tết có thể đi chùa, đi nhà thờ mình mặc. Đó. Đây. Áo dài cho baby, áo dài cho người lớn, áo dài cho tất cả. Đây áo dài rất là đẹp. Ở Phước Lộc Thọ nha. Rồi, dãy bên đây là bán những cái liễn để treo lên những cây mai. À, có những con rồng rất là lớn trong đây. Những con lân, lồng đèn để trưng những ngày Tết. À, đây. Bánh mứt.
Đây, những áo dài ở đây cũng có bán áo dài rất là đẹp nè. Hai chục một cái áo như vậy nè các bạn, hai chục một cái áo nha. Đây, hai chục một cái áo như vậy nè các bạn nè. Wow. À, những cái áo như vậy là 30, cái chị đang lựa là 30, 35 xuống còn 30. Rồi qua bên đây. Đây là tiệm bán lan. À, những chậu lan rất là đẹp luôn. Bay những chậu lan. Ok, giờ mình đi qua còn một cái dải này nữa thôi là coi như là chợ bông của Phước Lộc Thọ đã tốt bao nhiêu đây thôi. Còn đây, chương trình ca nhạc bên này đang ca nhạc rồi. Người ra nhảy nữa rồi các bạn đó. Rất đẹp luôn. Wow, những chậu lan màu vàng rất đẹp ha. Nhỏ, nó so cute. Mời quý vị thưởng thức một bài nhạc lớn. Những trái bưởi đã gắn lên những cái chữ phát tài, phát lộc vậy kia. Đây là bao lì xì, bắn pháo. Những cây bonsai này, những cây mai, chắc có thể những bonsai chắc có lẽ là rất chắc tiền. Gạo miền Tây, chợ gạo miền Tây ngay đây, những cô bán mặc áo dài rất là đẹp luôn. Ủa, các bạn biết ai không vậy trời? Không biết ai không? Dạ. Chụp hình thì cứ chụp hình đi, không sao. Vô chụp hình. Đây,
cô ta đang bán những cái sẽ rất đắt luôn. Rồi. Cứ vô chụp hình đi, không sao đâu, cứ vô chụp hình mà, cứ vô chụp hình không lấy tiền. Có ủng hộ mua đồ thì cứ mua thôi. Dạ, cứ vô chụp hình. Dạ. Dạ, cứ chụp hình là mua đồ thôi. Chụp hình miễn phí, chụp hình miễn phí mà mua đồ. Mình cứ lo đó. Dạ, gạo miền Tây là số 1 phải không nghe? À, gạo miền Tây ở ai ở miền Tây cứ ủng hộ miền Tây ha. Khô cá dứa cá sặc nữa nè, ở miền Tây luôn, từ quay mình đưa qua nha, cá dứa cá sặc nữa nè. Đây. Ôi. Wow, có cá hồng bông nữa nè. Wow. Ở đây mình có cái khô phụ nữ chân dài. Ồ, phụ nữ chân dài dài nữa nè. Ok, chỉ còn 3 ngày nữa là đóng cửa, nhưng mà nhớ ủng hộ gạo miền Tây đúng không? Dạ, đúng. Đây, gạo miền Tây. Đây thì em đặc biệt là gạo. Dạ, đặc biệt là gạo miền Tây. Dạ. Gạo miền Tây số 1 nó mở ở miền Tây mà. Đó, nổi tiếng thế giới đó. Dạ. Rồi. Phải là cái logo của nó phải là màu hồng. À, màu hồng mới đúng. À, cái logo nha các bạn nhớ nghe là màu hồng mới là đúng nha. Mới đúng của mình đây. Ừ, y trên nha chứ cái bảng ở trên màu hồng. Đó. À. À. Ở đây mà khách hàng tới mua thì anh sẽ mang gạo ra tới xe. À, đó. À, cái lô cái sình của mình nó nằm ở đâu anh, hay là điểm chính của em là ở bên đường Điêu Lồ. Ok, bên đường Điêu Lồ ngay chỗ lô vừa đi cột. Dạ, ngay chỗ có Jeep Ford. Dạ, sau lưng bưu điện của dạ quán chúng ta. Dạ, ok. Thằng Quyền đang bán. Tuyệt vời, thưa anh. Dạ. Có em đây là tụi nó không dám bắn anh đâu, nó sẽ bắn rẻ hơn. Cái làm sao tức là cách khô khô vậy hả? Không, không, bây giờ đã xong rồi, mình chỉ mở ra mình ăn liền thôi. Dạ, người ta làm xong mình ăn. Đâu có người ta đã làm sạch mặt khô rồi bỏ vào trong ép chân không, là toàn bộ đã được kiểm nghiệm vệ sinh rồi mới được qua Mỹ mình anh ơi. Mỹ mình khó lắm, đâu có phải muốn lấy ra ăn là ăn đâu. Phải qua kiểm nghiệm sạch sẽ rồi nó mới cho đóng hàng cho em đi. Rồi, cảm ơn quý vị theo dõi cái clip ngắn của Ngọc Huyền để giới thiệu công ty gạo miền Tây, con gái nuôi của Ngọc Huyền. Bảo đảm tất cả những mặt hàng của con gái Ngọc Huyền ăn hết rồi. Đảm bảo vệ sinh, sức khỏe và cái giá rất là hợp túi tiền của chúng ta trong mọi lúc, mọi nơi, và đặc biệt cái mùa xuân này thì rất nhiều mặt hàng để mà chúng ta tặng cho người thân bạn bè. Ghé công ty gạo miền Tây và đặc biệt cái gian hàng ngay trong khu chợ Phước Lộc Thọ nha quý vị. Và đây là gặp liền. Thì kế bên này là quý vị nào muốn mua gạo đó thì đậu ngay đó là chúng tôi chở gạo ra được luôn. Đó, chúng ta không cần phải xếp hàng. Còn quý vị mà muốn những cái bắt kết nhỏ nhỏ thì đây nha. Về. Cảm ơn. Nếu mà hết hội chợ quý vị muốn liên lạc mua tất cả những cái mặt hàng ngon lành thì ở đây đó, thì quý vị có thể gọi là 626-885-8259. Chào cả nhà, Happy New Year. Alright, thank you. Ok. Cha đứa ạ. Ơi. Rồi, đẹp lắm luôn. Ok, các bạn tới đây mình xin tạm dừng video, video rất là dài. Thì sẽ có mùng 1 Tết nó sẽ có diễn hành, sẽ có một cái video diễn hành và sẽ có video giao thừa ở tại chùa Huệ Quang. Mình sẽ đi view giao thừa ở chùa Huệ Quang nha các bạn. Đây là Ngọc Quyền đã giới thiệu cho gạo miền Tây. Ok rồi, hẹn lại các bạn video sau nha, để mình quay lại mình tí xíu nha.
Ok các bạn, bây giờ là mình đã xong view xong cái chợ bông ở Phước Lộc Thọ. Bây giờ mình xin tạm dừng video ở đây. Nếu mà có thời gian mấy ngày nữa mà mình, buổi tối mình có thời gian mình sẽ đi live cho các bạn coi ha. Nhưng mà nếu không có thôi nha. Rồi hẹn lại các bạn video ở mùng 1 Tết sẽ có ở tại đường Bô Sa diễn hành. Và sẽ có ở chùa Huệ Quang, mình sẽ đi giao thừa, mình sẽ cố gắng mình đi review cho các bạn coi ở đi giao thừa ở chùa Huệ Quang nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Phố Bô Sa TV. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và năm mới phát tài phát lộc. Peace.